Xin chào quý vị và các bạn đang xem chương trình Thế giới số. Chương trình do Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và công ty truyền thông KKC phối hợp thực hiện với sự đồng hành của Toshiba Equanimity. Thưa quý vị, một tuần nữa lại trôi qua với rất nhiều thông tin thú vị về công nghệ. Đầu tiên là thông tin thế giới đã vượt qua ngưỡng 1 tỷ website vào tháng 9 năm 2014 do Internet Lifestyle ước tính, dựa theo tình hình dao động hàng tháng trong việc đếm các website sống và chết. Bên cạnh đó, theo thống kê của dịch vụ xếp hạng website Alexa vào tháng 6 năm 2014, top 10 website có số lượng người truy cập đông nhất thế giới lần lượt là Facebook, là Google, Yahoo. Tại Tây Ban Nha, để giúp người cao tuổi bớt cô đơn, chính quyền thành phố Barcelona vừa đưa vào thử nghiệm hệ thống phần mềm Vinco BCN cài đặt trên điện thoại và máy tính bảng với khoảng 20 người lớn tuổi. Theo đó, những người tham gia được hướng dẫn sử dụng để biết cách gọi điện, gửi tin nhắn, gửi và nhận các nội dung đa phương tiện, chia sẻ lịch và chuyển tiền an toàn, tiện lợi trên ứng dụng Vinco BCN. Thật là thú vị phải không nào? Tiếp theo chương trình, mời quý khán giả cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý sau đây. Nhóm kỹ sư Nhật Bản chế tạo robot biến hình thành xe hơi. iBot Nano thiết bị in 3D nhỏ nhất thế giới. Trong chuyên mục Bạn Có Biết, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Roboton 2014, sân chơi chế tạo robot dành cho học sinh. Với phần thích thì click, mời các bạn cùng xem hướng dẫn cách sử dụng một vài tính năng độc đáo từ Google Search. Đối với những ai yêu thích các bộ phim điện ảnh hành động, hẳn sẽ rất ấn tượng với bộ phim Transformer, một trong những bộ phim bom tấn của Hollywood, với nội dung kể về những chú robot khổng lồ ngoài hành tinh, lưu lạc đến trái đất và tồn tại dưới vỏ bọc là một chiếc xe hơi. Và tin mừng dành cho những vị khán giả yêu thích các nhân vật robot xe hơi trong phim, chính là mới đây, các kỹ sư Nhật Bản đã chế tạo robot có thể biến hình thành xe hơi với thiết kế ngoài ấn tượng, độc đáo. Và dự kiến trong tương lai, chúng ta có thể lái những chiếc xe hơi biến hình này dạo quanh khắp các thành phố. Đây là robot do Kenji Ishida và Wataru Yoshizaki đến từ hai công ty Nhật Bản là Brave Robotics và Arastic Corp phối hợp thực hiện. Trong quá trình chế tạo, nhóm hai kỹ sư người Nhật đã nhận được sự hỗ trợ của công ty và kết quả cuối cùng là con robot biến hình mang tên Jidai với kích thước bằng với người thật, cao khoảng 1,5m và nặng gần 35kg. Bộ vỏ bên ngoài của Jidai sẽ có màu xanh và khuôn mặt lấy cảm hứng từ con robot Optimus Prime trong bộ phim Transformer. Theo thông tin từ nhóm phát triển, Jidai không được tạo ra để trở thành một món đồ chơi. Ở hình dạng xe hơi, nó có hai chỗ ngồi và có thể chạy ở vận tốc 2,7m một giây. Chiếc xe hơi dài khoảng 0,91m với chiều cao gầm xe vào khoảng 3,8cm. Khi ở chế độ hình người, nó có thể đi bộ với vận tốc 0,26m trên giây, có thể cử động cánh tay, bàn tay và các ngón tay. Toàn bộ hệ thống được điều khiển bởi bộ phần mềm Vishido được phát triển bởi một công ty đối tác. Khi sạc đầy, Jidai có thể hoạt động liên tục trong vòng khoảng 1 giờ. Khi là robot, nó có thể đi bộ hoặc chạy bình thường. Trong tương lai, khi ở chế độ xe, có thể nó sẽ cho phép người lái hoặc tự lái. Quý vị thân mến, lâu nay khi nhắc đến máy in 3D, người tiêu dùng sẽ nghĩ ngay đến một chiếc máy cồng kềnh với giá hàng ngàn đô la Mỹ. Với mục đích dành cho những nhu cầu in những vật phẩm nhỏ nhắn, công ty iBot Printer vừa giới thiệu chiếc máy in 3D iBot Nano được cho là nhỏ nhất và khá rẻ, cũng là máy in 3D nhẹ nhất và êm nhất thế giới hiện nay. iBot Nano là một mẫu máy in 3D nhựa nhỏ gọn được thiết kế riêng để in đồ vật với chi phí thấp, dễ dàng và không gây tiếng ồn, với giá cả thấp hơn nhiều so với những máy in nhựa. In nhựa dựa trên UV có hai ưu điểm so với in lắng động được biết đến nhiều hơn, độ phân giải cao hơn và khả năng dễ dàng in các cấu trúc như phần nhô ra. Rất nhiều trong số các máy in 3D dùng vật liệu nhựa bằng cách sử dụng công nghệ DLP hiện có trên thị trường. Những máy in 3D này dùng ánh sáng tia cực tím UV để làm liền các lớp nhựa và tạo ra đối tượng. Tuy nhiên, có một đặc điểm chung là các bóng đèn trong máy chiếu DLP cần phải được thay thế khi đã được 2.000 đến 8.000 giờ sử dụng. Máy in 3D iBot Nano này lại sử dụng đèn LED UV. Nó có thể kéo dài thời gian sử dụng lên đến 50.000 giờ, tương đương với 17 năm chạy 8 tiếng một ngày. Máy in hỗ trợ tất cả các hệ điều hành miễn là có trình duyệt web. Với kết nối Wi-Fi, nó cho phép bạn in từ thiết bị di động. Nó cũng có thể in qua mạng LAN dùng cáp, không cần cài đặt phần mềm. Đặc biệt, nó có thể chạy bằng pin sạc với thời lượng khoảng 10 giờ. Theo dự kiến, máy in 3D iBot Nano sẽ bắt đầu giao hàng vào đầu năm 2015.
Như chúng tôi đã đưa tin trong các phóng sự trước, trong những năm gần đây, các em học sinh tiểu học ở các thành phố lớn đã được tiếp cận với mô hình giáo dục STEM tích hợp giữa khoa học, công nghệ, toán học và kỹ thuật thông qua các mô hình lắp ráp thực thụ để các em sớm tiếp cận với nền tảng khoa học hiện đại. Song song đó, tập đoàn giáo dục DTT Eduspec cũng đã tổ chức kỳ thi Roboton dành cho học sinh tiểu học. Năm nay, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo, cuộc thi Roboton 2014 với chủ đề quản lý rác thải đô thị đã mang đến một sân chơi đầy kịch tính và hào hứng cho các em. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với không khí tuyệt vời đó qua phóng sự sau đây quý vị nhé. Cuộc thi Roboton 2014 với chủ đề quản lý rác thải đô thị đã diễn ra trong không khí sôi động và hào hứng tại nhà thi đấu quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ hai cuộc thi cấp quốc gia được tổ chức với sự phối hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, Hội Tin học Việt Nam, Công ty phát triển công viên phần mềm Quang Trung, liên doanh DTT Eduspec. Tham gia cuộc thi năm nay có 64 đội tuyển với gần 200 em học sinh là những chuyên gia robot nhí đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Trong ngày thi đấu, các em học sinh đã có cuộc tranh tài sôi nổi ở 3 cấp độ sơ cấp dành cho lứa tuổi từ 6 đến 9 tuổi, trung cấp từ 9 đến 12 tuổi và cao cấp 12 đến 18 tuổi. Ngoài cái việc cung cấp cho các em đó về kiến thức mà còn chúng tôi còn mong muốn rằng là các em nó cung cấp cho các em kiến thức về xã hội, đào tạo cho các em đó về những cái ý thức về nhân văn, về xã hội, về con người, một ý thức tốt về môi trường sống xung quanh các em đó. Cho nên với chủ đề quản lý rác thải đô thị năm nay á, thì chúng tôi mong muốn rằng mang đến một cái thông điệp là các em phải luôn giữ gìn thành phố xanh, sạch, đẹp và không rác thải để không có ô nhiễm môi trường. Với chủ đề quản lý rác thải, các đội phải lắp ráp, lập trình robot trong thời gian 60 phút. Sau khi hoàn thành, robot các đội sẽ phải thực hiện 5 nhiệm vụ trong vòng 2 phút bao gồm vận chuyển rác thải tới nhà máy tái chế, chuyển rác tới bãi xử lý sinh học, biến đổi rác thành khí tổng hợp, phân phối điện năng, trở về điểm xuất phát. Thì cuộc thi năm nay là khó hơn cái cuộc thi năm ngoái rất là nhiều, đặc biệt là với cái cấp độ sơ cấp. Bởi vì là khi cấp độ sơ cấp thì các bạn ấy không được sử dụng các cái light sensor, cái cảm biến ánh sáng để dò đường, mà các cái nhiệm vụ thì là tương đối khó. Chính vì thế mà với cấp độ sơ cấp thì năm nay thực sự là rất là khó với các bạn. Theo đánh giá của chúng tôi thì chất lượng học sinh năm nay khá hơn năm ngoái. Tuy năm ngoái là cái số lượng đội mà có thể hoàn thành tất cả các nhiệm vụ cao hơn, tuy nhiên là các cái nhiệm vụ của năm ngoái thì dễ hơn năm nay khá là nhiều. Và mặt bằng chung thì tôi thấy năm nay là ở cấp độ trung cấp thì các bạn ấy là khá hơn so với năm trước. Để hoàn thành bài thi của mình với kết quả tốt nhất, các thí sinh nhỏ tuổi phải kết hợp các kiến thức đã được học từ chương trình phổ thông, từ các khóa học robotics ở trường với các kỹ năng mềm về khả năng làm việc nhóm, tính tỉ mỉ, chính xác trong khâu lắp ghép và lập trình hoạt động của robot, đồng thời phải có khả năng phán đoán các tình huống xảy ra. Với sự chuẩn bị chu đáo từ trước, các em học sinh đã phối hợp với nhau khá nhịp nhàng trong việc lập kế hoạch, lắp ráp và lập trình robot, khiến cuộc tranh tài diễn ra quyết liệt và đầy kịch tính. Đây là lần đầu tiên con thi cuộc thi Roboton cấp quốc gia. Chúng con đã chuẩn bị từ tuần trước và rất cực kỹ càng. Nếu được làm lại thì bọn con sẽ làm kỹ càng ở nhiệm vụ lấy rác. Cuộc thi này mang đến cho con là sự tự tin, dễ hòa đồng và không nhút nhát. Về độ chính xác cao, đến con tính toán nhanh hơn, cẩn thận hơn. Con đã đi thi cuộc thi Roboton này lần nào chưa? Dạ, một lần năm ngoái rồi. Thi năm ngoái và thi năm nay thì con có thấy cái gì khác không? Dạ, bài thi năm ngoái nó dễ hơn, robot có thể vận động dễ dàng hơn. Bài lập trình có thể dễ hơn, với lại cách đặt thì nó dễ hơn nhiều. Dạ, khó khăn nhất là cái chỗ đặt, nếu mà đặt nhất mà sai một tí là sẽ sai hết cả bài lập trình luôn. Kết quả chung cuộc, đội H2, Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, Hà Nội vô địch nhóm cao cấp, đội E3, Tiểu học Lê Ngọc Hân, Thành phố Hồ Chí Minh vô địch nhóm trung cấp, đội B8, Tiểu học Trần Hưng Đạo, Thành phố Hồ Chí Minh vô địch nhóm sơ cấp. Với kết quả này, đây sẽ là 3 đội đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Robotics quốc tế diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia vào cuối tháng 11 tới. Quý vị thân mến, ngày nay với việc kết nối Internet và sử dụng Google để tra cứu thông tin đã giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức, nghiên cứu kho tàng tri thức nhân loại. Chúng ta thường nói vui rằng những gì không biết thì tra Google. Tuy nhiên, Google Search không chỉ giúp chúng ta tìm ra trang web mà còn tích hợp nhiều tính năng thú vị khác. Mời quý vị cùng theo dõi những cách thức để tra cứu thông tin tiện ích trên Google nhé. Lê Thanh cũng lưu ý rằng, phần tiện ích này của Google thường dành cho những thông tin gắn liền với ngôn ngữ quốc tế là tiếng Anh, nên quý vị cũng nên sử dụng theo ngôn ngữ này mới mang lại hiệu quả cao nhé. Tìm các trang web tương tự nhau,
Nếu bạn muốn tìm các trang web hay dịch vụ tương tự mà bạn đang dùng, thì Google cũng sẽ hỗ trợ tìm kiếm bằng cú pháp related tên trang web. Định nghĩa từ. Nếu không rõ nghĩa của một từ tiếng Anh, bạn có thể tìm nghĩa bằng cú pháp device, từ cần tìm nghĩa. Đây là một tính năng mà ta rất hay dùng trên Google mỗi khi phải viết những bài về khoa học chuyên sâu. Chuyển đổi đơn vị và tiền tệ. Khi cần chuyển đổi giữa các loại đơn vị hay mệnh giá tiền tệ thì bạn có thể gõ theo cú pháp đơn giản giá trị đơn vị in đơn vị muốn chuyển đổi hoặc giá trị đơn vị to đơn vị muốn chuyển đổi. Tính toán. Google Search cũng sẽ hỗ trợ tính toán từ các phép tính đơn giản cộng trừ nhân chia cho đến những phép tính phức tạp hơn. Cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ việc nhập phép tính, kết quả sẽ được hiển thị trong một công cụ máy tính để bạn có thể thực hiện các phép tính tiếp theo. Trước khi đến với phần câu hỏi của Thích Thị Lít, hẳn là các bạn rất muốn biết kết quả của tuần trước như thế nào. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tuần vừa rồi chúng tôi đã nhận được gần 300 email gửi về để trả lời cho câu hỏi. Hệ điều hành mà chương trình sử dụng trong phần Thích Thị Lít có tên gọi là gì? Hầu hết các câu trả lời đều không phải là đáp án chính xác. Câu trả lời chính xác phải là đáp án số 2, Windows 8. Như vậy, vị khán giả may mắn của tuần này đó là bạn Nguyễn Diễm Khanh. Chúc mừng bạn Diễm Khanh đã nhận được phần thưởng của Thích Thị Lít. Mời bạn liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ Công ty truyền thông KKC, tầng 11, tòa nhà Thanh niên, số 236/10, Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh để nhận phần thưởng của chương trình. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn hãy tham gia trò chơi Thích Thị Lít bằng cách trả lời câu hỏi sau đây. Bạn hãy cho biết cuộc thi Robothon 2014 mà chương trình hôm nay có tường thuật lại mang chủ đề là gì? Có 3 phương án được đưa ra. Phương án 1, chế tạo robot biến hình. Phương án 2, quản lý rác thải đô thị. Và phương án 3, thành phố thông minh. Hẳn là các bạn đã có đáp án cho mình rồi phải không nào? Nếu vậy thì các bạn hãy nhanh tay gửi ngay câu trả lời của mình về địa chỉ email thegiaisoa.kkc.vn. Bạn nào có đáp án chính xác và sớm nhất sẽ nhận được một phần quà của chương trình. Kết quả sẽ được chúng tôi công bố vào tuần sau các bạn nhé. Xin chân thành cảm ơn Toshiba Equality đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thế Giới Số lần sau.